Thì chúng ta sẽ qua tới cái phần writing ở trang số 11 em nha. Writing. A. Read about writing invitation emails. Then read Mark's email again and number the perks. Phần này các em đầu tiên các em hãy đọc cho cô cái đoạn writing invitation email. Cái đoạn ở dưới đây. Trong cái khung màu cam của chúng ta là có thấy chưa? Rồi sau đó các em sẽ đọc lại cái đoạn email của bạn Mark và hãy đánh dấu từng phần cho cô. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái writing skill này. Chúng ta sẽ gồm có những cái kỹ năng nào các em ha. Writing invitation email. To make invitations in an email you should. Để viết một, để làm nên một cái thiệp, cái lời mời trong một cái đoạn email thì bạn nên first, đầu tiên, start with a reading. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu chào hỏi. Cái cụm start with a reading có nghĩa là bắt đầu chào hỏi. Thì chào hỏi có thể là Hey Ryan, hoặc là Dear Ryan, hoặc là Hi Ryan. Xin chào, mình chào người ta thôi ha. Mình chào người ta có thể là Hey, hoặc là Hi, hoặc là Dear, vân vân. Rồi tiếp theo nữa, mục số 2 đó là check their availability, là mình sẽ xem họ có rảnh không. Availability là có nghĩa là có khả năng đi không, có khả năng tham dự hay không. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là are you free next weekend? Are you free next weekend? Có nghĩa là bạn có rảnh vào tuần sau không? Vào cuối tuần sau không? Đó. Rồi, tiếp theo nữa là gì? Phần số 3. Write the invitation. Chúng ta sẽ viết lời mời. Để viết cái lời mời này thì chúng ta sẽ làm sao? Cô lấy ví dụ như cô có câu I'm going rock climbing at Bridgetown Sports Center. Do you want to come? Tôi có một cái cuộc thì leo núi tại trung tâm thể thao Bridgetown. Bạn có muốn đi cùng không? Thì cái phần này từ số 2, số 3 và tới số 4 là cái phần về cái phần body của cái email này, là cái phần chính. Cho nên ở ba cái phần này thì các em sẽ đưa ra những cái thông tin vào cái nội dung chính của cái bài email của mình. Thì phần số 3 là một trong những cái nội dung đó này, các em thấy chưa? Đó. Rồi, bây giờ số 4, chúng ta sẽ đưa ra chi tiết về cái lời mời đó. Chi tiết về giá vé, về những điều kiện của cái bộ môn đó, hoặc là gặp nhau ở đâu, nơi nào. Rồi, ví dụ như là we can meet at 10 a.m. Chúng ta có thể gặp nhau lúc 10 giờ. It's $10 a ticket. Giá vé là $10 cho một vé. They provide all the safety equipment and blah blah blah. Họ cung cấp tất cả những cái trang thiết bị an toàn và cái gì đó thì mình cứ kể ra. Đó là cái phần về cái chi tiết. Và tiếp theo nữa, đó chính là ask for reply, là yêu cầu người nhận cái email này phản hồi lại. Let me know if you want to come. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến hay không. Đó, thì là mình phải có cái câu này để mình biết được người ta có đến hay không, và người ta phải trả lời mình để mình biết, đúng không? Chứ không thể nào im lặng được. Và phần cuối cùng đó là phần sign off, là phần chào tạm biệt và ký tên. Chào tạm biệt thì là speak to you soon, và ký tên là bạn Jen. Có thể là love you Jen, hoặc là goodbye, see you Jen, vân vân. Đó, thì đó là cái cách mà mình sẽ viết một cái email. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái email của bạn Mark và chúng ta sẽ đánh dấu cái phần nào là số 1, phần nào số 2, 3, 4, 5, 6 ha. Ok. Rồi. Bây giờ đầu tiên, bắt đầu một cuộc chào hỏi thì ở đây bạn email của bạn Mark, bạn ấy đang chào gì? Hey Jacob. Đúng không? Chào Jacob, hey Jacob. Rồi tiếp theo phần số 2. Mình kiểm tra xem
bạn ấy có khả năng đi không, Jacob có khả năng đi không. Thì ở bên cái email của bạn Mark thì bạn ask hỏi câu gì đây? Are you free next Saturday? Are you free next Saturday? Đấy là câu hỏi là hỏi bạn có kiểm tra cái khả năng đi của bạn đó. Rồi tiếp theo cái phần số 3 đó là viết cái lời mời. Viết lời mời phần số 4 là đưa ra chi tiết. Vậy thì ở đây bên bạn Mark bạn ấy viết lời mời như thế nào? A few of us are going surfing at Turtle Beach. I know you love extreme sports, so I thought you might like to come with us. Đó, cái từ cái chữ a few of us cho tới with us. Đây là cái phần mà bạn ấy hỏi về, bạn ấy đưa ra những cái thông tin về cái lời mời. Và tiếp theo phần chi tiết, phần chi tiết là bạn ấy đưa ra cái nội dung nè. We will meet at the surf school on the beach. Vân vân, cho đến safety equipment to wear. Đây chính là cái phần nội dung chi tiết cho cái hoạt động lời mời ngày hôm đó. Thì cái phần này là cái phần chính nè, con thấy chưa? Phần này phần chính. Hay hay không là ở phần phần này nè nha mấy đứa. Nhưng mà ở trong cái phần này thì tụi con cũng bắt buộc phải đưa ra những cái thông tin chi tiết về địa điểm gặp nhau, về số tiền của cái giá vé, rồi về những cái lợi ích mà người này nhận được khi tham gia vào hoạt động. Thì chúng ta viết dài viết ngắn gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta viết đúng và viết đủ. Rồi chưa? Và tiếp theo nữa đó chính là phần ask for reply, yêu cầu phải phản hồi. Thì ở bên email của bạn Mark thì bạn ấy nói là let me know if you can come by Tuesday. I want to call the school to book the support the day after. Đây chính là cái câu mà bạn ấy yêu cầu phản hồi lại. Và chào tạm biệt, I hope you can come. À, cái chữ I hope you can come là nằm ở trên cái câu mà yêu cầu phản hồi. Và chào tạm biệt và see you soon, gặp lại bạn sau nhé, và ký tên Mark. Alright, được chưa nào? I will show you the answer key. Đây, thấy chưa? Mình sẽ có 6 phần. Cô nhắc lại, đầu tiên là chào hỏi. Cái thứ hai, kiểm tra xem là có rảnh không. Cái thứ ba, có nghĩa là viết cái lời mời. Cái thứ tư là đưa ra chi tiết của lời mời. Cái thứ năm là yêu cầu phản hồi lại. Và cái thứ sáu là chào tạm biệt và ký tên. Đó, đây là những phần bắt buộc phải có trong một cái email về mời gọi. Ok, we turn to B. Chúng ta sẽ qua cái phần B. Reorder the parts of the email. Use the skill box to help you. Các em hãy sắp xếp lại những cái ý ở dưới đây theo cái thứ tự đúng. Mình sẽ có từ 1 đến 6 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà người ta đã sắp xếp lộn xộn rồi. Chúng ta sẽ nhặt ra và đem theo thứ tự đúng cho cô. Rồi, phần ở trên đây, cái ở trên đây, cái cue spot ở trên đây sẽ giúp các em. Đầu tiên, bắt đầu cuộc hội thoại là chúng ta sẽ chào. Vậy thì ở đây số 1 là Hi Allison là bắt đầu chào nè. Chào. Xin chào bạn Allison. Rồi tiếp tục. Rồi hỏi thử xem. Hỏi thử xem bạn ấy có rảnh không, thì cái đâu? Thì sẽ là số 2 là nằm ở cuối cùng. Are you busy next Friday? Bạn có bận vào ngày thứ 6 không? Đó là cái phần mình kiểm tra xem bạn ấy có khả năng tham dự hay không. Số 3 đó là viết cái lời mời. Vậy thì ở đây viết lời mời chúng ta sẽ là số mấy đây, là cái chữ nào? I'm going shopping with my brother and his friend. Do you want to come? Đấy, đây là số 3. Và số 4 là đưa ra chi tiết. We can meet at 9 a.m. It should be a lot of fun and really exciting. It costs $25 to rent the safety equipment. Chúng ta có thể gặp nhau lúc 9 giờ và rất là vui. Thật sự thú vị.
mất 25 đô để thuê một cái trang thiết bị an toàn. Đó. Tiếp theo nữa đó là asking, yêu cầu phản hồi thì cái nào đây? Let me know by Thursday if you want to come. Đó, hãy cho mình biết lúc tầm khoảng thứ năm là bạn có đi hay không. Và chào tạm biệt Peter, see you soon, Jason. Alright. Đó. Okay, I will show you the answer key. Let's see. This one. The answer key. 5, 3, 4, 1, 6, 2. Alright. Please take a look for about 1 minute. And after that, we turn to the next part, speaking. Alright, turn to speaking, phần nói. Bây giờ phần nói chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Làm việc theo nhóm, nhân giao bức hình trong bài và thảo luận rằng bạn nghĩ gì về những hoạt động mà bạn thích, về hoạt động chạy xe đạp leo núi và windsurfing là lướt sóng, lướt gió. Mình sẽ dựa vào sức gió để mình di chuyển cái surfing board ở đây. Ok. Rồi, bây giờ cái phần này các em sẽ làm việc với một cái bạn ở trong lớp nha. Bây giờ cô sẽ qua tiếp. Đó là let's write. Alright. Bây giờ cái phần này là cái phần em sẽ tập viết nè. Now, write an invitation email to ask a friend to join you for an activity. Use a feedback form to help you write 60 to 80 words. Bây giờ các em sẽ viết một cái email mời để hỏi bạn thử xem bạn có tham gia vào hoạt động được không. Sử dụng cái feedback phản hồi để giúp bạn viết khoảng 60-80 từ thôi. Thì chúng ta bên đây là cái feedback nè. Thì feedback này nói như thế nào? The email follow the model and use the correct structure. À, khi mà em viết một cái email mà em sử dụng đúng mẫu và sử dụng cấu trúc đúng ha, 3 điểm. It's interesting. Suggest the idea if not. Nó thú vị. Email của em thú vị nè. Với những cái ý mà người ta đưa ra. Và nếu không có, nhưng mà nó vẫn có những cái ý thú vị, thì em sẽ được thêm 3 điểm nữa. I can't understand everything. Underline anything you don't understand. Và tôi hiểu mọi thứ ở trong đó. À, mọi thứ ở trong cái email của mình thì chúng ta sẽ có 3 điểm tiếp nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cái email mẫu, các em hãy nhìn ha. Đây, đây là một cái email vài mẫu. Ví dụ nè. Hi Phương. Chào Phương. Are you busy next Sunday afternoon? Bạn có bận vào chiều chủ nhật tuần tới không? Đó. Rồi, bây giờ bắt đầu vô cái phần mà body. I'm going windsurfing with my friends Minh and Tâm. It should be a lot of fun and really exciting. Nó thật là vui và rất là thú vị. It costs $10 to rent the board and safety equipment. Mất 10 đô để thuê một cái vượt lắc ván lướt và trang thiết bị an toàn. Let me know by Saturday if you want to come. Hãy cho mình biết vào khoảng thứ bảy nha, là bạn có đi hay không. See you soon, Tree. Alright. Rồi, đây là cái bài mẫu. Cái bài này theo cô thấy thì đó, nó làm đúng cấu trúc nhưng cũng chưa có cái gì gọi là thú vị, chưa có cái điểm mới mẻ. Nhưng mà xét về cấu trúc thì đây là một bài rất là chính xác. Được chưa? Ok. Bây giờ các em sẽ về nhà, các em sẽ tự viết cho cô nha. Và mình sẽ, cô sẽ chấm bài ở trong lớp. Tuần sau chúng ta sẽ học tới cái unit số 2. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Alright, you did very good job today. Goodbye and see you later. Bye bye.